mùa xuân Ất Mùi năm 2015 đang đặt những bước chân đầu tiên lên mọi miền quê. Những ngọn gió mát lành mang hơi ấm mùa xuân và sức sống mới, hy vọng mới, vận hội mới đang đến gõ cửa từng nhà. Kết thúc một năm với bao bể bộn, phóng viên báo Nghệ An chúng tôi lại vinh dự có mặt trong đoàn công tác mang mùa xuân đến với Trường Sa, đến với những người con ưu tú, dũng cảm, đương đầu với gian khổ, khó khăn, hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió. Trong giờ phút này, có những người con xứ Nghệ vẫn đang thao thức phía biển Đông, cùng với con em 54 dân tộc và 62 tỉnh thành khác trong cả nước, ngày đêm vững chắc tay súng, sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc để giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi đã có may mắn được gặp các anh khi Trường Sa đang rạo rực vào mùa xuân mới. Từ mảnh đất xa xôi địa đầu của Tổ quốc, những chàng trai xứ Nghệ vừa vững việc nước, vẹn tình nhà. Trước khoảnh khắc giao thừa, những người con quê hương Nghệ An đang lãnh nhận nhiệm vụ thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió, đã gửi về đất liền, về quê hương Nghệ An yêu dấu những lời chúc mừng với tất cả niềm thương, nỗi nhớ, sự quan tâm. Gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình, gửi lời bố mẹ và vợ con sang năm mới ăn một cái Tết vui vẻ và đầm ấm. Nhân dịp Tết Ất Mùi tôi xin chúc gia đình, bố mẹ, chị và các em ăn Tết vui vẻ và mạnh khỏe. Tết sắp đến thì chúc đại gia đình của tôi và đại gia đình của đồng đội tôi sang năm mới có một sức khỏe dồi dào và Tết vui vẻ. Chúc đồng đội tôi vững tay súng giữ chắc biển đảo quê hương của Tổ quốc. Sắp bước sang năm mới, công việc nói trên tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đầu năm về vợ con, ông bà nội ngoại cũng như toàn thể người dân cả nước nói chung và nhân dân Nghệ An nói riêng. Và chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm, tự tin, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa trong mọi tình huống. Và không biết nói gì hơn, một lần nữa xin kính chúc mọi người mạnh khỏe, yên tâm, tin tưởng vào những người con đang ngày đêm công tác ở nơi biển đảo. Nhân dịp đầu xuân năm mới, xin gửi tới gia đình hai bên nội ngoại, vợ con và tất cả mọi người ở đất liền lời chúc sức khỏe và mọi điều tốt đẹp. Ở đảo xa, những người con quê hương vẫn một lòng tin tưởng tuyệt đối vào con đường của Đảng, Bác Hồ kính yêu đã chọn. Vẫn trọn lòng trung hiếu, ngày đêm bên nhau vì sự trường tồn của mùa xuân đất nước. Việt Nam ta, giữ vững chủ quyền tổ quốc Việt Nam ta.